Thế thì đấy là sang chúng ta sang một phần thứ hai là cái phần của chúng ta tập trung vào cái chuyện là mục tiêu điều trị là như thế nào. Thì nó có hai cái mảng quan trọng. Một cái mảng là ngăn ngừa tử vong và nhồi máu cơ tim. Mảng thứ hai là điều trị triệu chứng. Cái mảng mà ngăn ngừa tử vong, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim và kéo dài cái lượng và tuổi thọ là một cái điều trị được gọi là bắt buộc. Nếu chúng ta điều trị một bệnh nhân mà chúng ta không cho những cái thuốc hoặc là những biện pháp điều trị như thế này thì là chúng ta sai. Còn ngược lại, đối với câu chuyện làm giảm thiếu máu cục bộ và làm giảm triệu chứng thì tùy chúng ta muốn lựa chọn thế nào cũng được, tùy đáp ứng của người bệnh, xem trong triệu chứng tác dụng phụ ra sao chúng ta lựa chọn. Thế vậy thì gồm có những cái gì ạ? Trước đây thì người ta thấy là để cải thiện vấn đề lượng bao gồm có thay đổi lối sống, bao gồm có statin, ức chế men chuyển nước chế tự thể và aspirin. Năm 2019, aspirin vai trò bị giảm đi, không còn giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa cứ chúng ta phết là gì ạ, là bệnh lý mạch vành là phải cho gì ạ, thay đổi lối sống, statin, aspirin. Bây giờ chúng ta cho aspirin, chúng ta phải cảnh giác có thể không đem lại lợi ích cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân chúng ta có nhiều lết dạ dày tá tràng, nó sẽ làm gia tăng triệu chứng mà không biết lý giải vì cái gì cả. Cắt aspirin thì nó lại hết. Cái mảng thứ hai là mảng giảm triệu chứng thì tùy theo chúng ta lựa chọn. Lựa chọn là gì ạ? Các nitrat tác dụng nhanh, rồi chạy beta giao cảm, chạy kênh canxi, rồi thêm vào các cái dòng thuốc gọi là dòng thuốc thứ hai đấy, bao gồm ivabradin, nitrat tác dụng kéo dài, nicoranin, ranolazin hoặc tetamizin vân vân ở giữa. Và cái tái thông mạch vành là cái nằm ở trung gian, có thể giúp cho vấn đề cải thiện, có thể giúp cho vấn đề chữa triệu chứng. Thì đấy là những cái thứ mà một cái phác đồ mà chúng ta tiếp cận của bệnh nhân nó ổn định như vậy. Tóm lại, của bệnh nhân đến chúng ta làm các xét nghiệm để khẳng định thiếu máu cơ tim có nhiều hay không. Nếu thiếu máu cơ tim nhiều đáng kể, tức là cái này là một cái bệnh mạch vành ổn định, thì lúc đó chúng ta bắt đầu xem xét áp dụng các biện pháp liên quan điều trị cải thiện thể lượng, và bên cạnh đó là dùng các biện pháp khác để cải thiện triệu chứng. Đây là cái lược đồ khác để cho chúng ta nhìn thấy một cái sơ đồ để điều trị các bệnh tim thiếu máu cục bộ như thế nào, và tùy theo từng cơ chế khác nhau chúng ta sẽ lựa chọn các biện pháp tương ứng như vậy. Ví dụ với bệnh liên quan đến hẹp mạch vành chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ gì ạ, là tái thông mạch vành bằng phẫu thuật, bằng mổ bắc cầu nối, bằng các cái biện pháp và gen hoặc là tế bào gốc. Còn nếu liên quan đến chuyển hóa, chúng ta sẽ sử dụng các thuốc đánh ở mức chuyển hóa khác nhau. Thì đây là cái lực đồ chung để là như vậy. Đó. Kể cả khi chúng ta đặt stent vào rồi thì điều gì xảy ra? Đây là chúng ta đặt stent đây, chúng ta ép dẹp cái lớp vỏ ở đây, nó sẽ hình thành một cái lớp nội mạc mới được gọi là nội mạc tân nội mạc, và chính cái lớp nội mạc này nó cũng dễ dàng nứt vỡ ra, và theo thời gian cái lớp nội mạc tân sinh này nứt vỡ, nó sẽ làm tắc stent. Thành ra là cái câu chuyện đặt stent nó không phải là thay đổi hoàn toàn được cái tiến triển của màng xơ vữa, mà nó chỉ giải quyết phần nào cái chuyện trước mắt thôi. Và vì thế nếu như chúng ta muốn điều trị bệnh mạch vành ổn định, chúng ta phải làm thế nào thoái triển được màng xơ vữa. Không làm được chuyện này, mọi việc chúng ta làm là vô nghĩa. Stent không làm cải thiện tử vong, nhớ là như vậy. Nó chỉ mua được một chút ít thời gian, hạn chế được một cái số lượng nhồi máu cơ tim nhất định ở thì tương lai mà thôi. Bây giờ cái thể stent mới nó tốt hơn một chút, ưu thế rõ ràng hơn một chút, nhưng nó chưa làm thay đổi hoàn toàn quan điểm và thái độ điều trị của chúng ta. Vậy chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần thoái triển màng xơ vữa. Làm thế nào? Làm thế nào thì làm, phải sử dụng các statin mạnh để làm hạ trên 50% LC cholesterol. Vì sao lại như vậy? Vì lúc đó màng xơ vữa mới thoái triển. Mà khi màng xơ vữa nó thoái triển, nó mới làm giảm nguy cơ nứt vỡ. Vậy làm gì thì làm? Trong đơn thuốc bệnh lý mạch vành, bạn không dùng statin liều cao, không dùng statin mạnh, không đạt được cái đích 1.8, 1.3 mol trên lít, không đạt được cái đích giảm trên 50% so với ban đầu là bạn sai. Bạn sai. Chứ không phải là tôi cứ thích simvastatin thì tôi cho, không phải như vậy. Bạn cần phải đạt được cái đích về LDL cholesterol, vì đấy là cái thứ duy nhất giúp cho bệnh lý mạch vành thực sự phát triển. Đây là các hiệu quả nếu chúng ta hạ LC một cách tích cực, hạ tử vong, hạ bệnh lý mạch vành, hạ biến cố tim mạch chính, tai biến mạch não ít hơn, nhưng mà đấy là những thứ cần làm. Và kể cả hạ rất thấp vẫn còn có lợi. Những nghiên cứu mới như là thử nghiệm Fourier cho thấy là nếu chúng ta hạ mức cholesterol xuống dưới cái mức là 0.5 mmol trên lít, tức là tương đương với thời kỳ gì ạ? Chúng ta đang ở trong bào thai ấy, nó vẫn hạ được tỷ lệ biến cố. Thế thành ra là vui lòng là gì? Hạ càng thấp càng tốt. Và chúng ta nhìn thấy một cái đường cong rất là rõ ràng ở trong qua tất cả thử nghiệm nghiên cứu. Làm gì thì làm, chúng ta vẫn phải hạ xuống càng thấp càng tốt. Thứ hai, hạ càng sớm càng tốt. Vì sao vậy? Vì khi bệnh nhân đến với chúng ta, một cái mạch vành chúng ta chụp lên, chúng ta tưởng là hẹp 30-40%, thực ra thì là sao?
lớp mảng xơ vữa nó đã là 30-40%, nó đã ở bên ngoài rồi. Và vì vậy các bạn nhìn thấy tất cả các nghiên cứu đều cho thấy chúng ta điều trị chán chê mệt mỏi, sau 2 năm chúng ta mới đỡ được cái nặng của mảng xơ vữa lúc ban đầu. Thành ra là vui lòng điều trị càng sớm càng tốt, điều trị càng tích cực càng tốt, vì ngoài cái tác dụng hạ LDL cholesterol của statin, nó còn nhiều cái món khác nữa, và một món đặc biệt quan trọng là nó làm cho mảng xơ vữa ổn định chắc chắn hơn, không bị nứt vỡ. Và đấy mới là ngăn ngừa được gì? Hội chứng mảnh cấp. Thành ra là trong đơn thuốc mạch vành, đôi khi chúng ta xem xét cắt kháng tiểu cầu, nhưng chúng ta không thể nào cắt statin được. Bắt buộc phải có statin, và statin đấy phải là một statin mạnh để đảm bảo hạ được LDL cholesterol. Vì nó không những hạ, nó còn cho phép mạch vành ổn định và nó đỡ nứt vỡ. Đây là cái bảng cân đối cho chúng ta nhìn thấy lợi ích vượt xa các nguy cơ khi điều trị. Và cái này bác sĩ chúng ta phải nói với người bệnh, chúng ta phải nói về đau cơ, chúng ta phải nói về các biến cố khác. Và cái tỷ lệ đấy nó rất ít so với những gì chúng ta đạt được. Tất nhiên nó cũng đã bắt đầu đi ra ngoài cái bài nói ngày hôm nay, nhưng đây là cái bảng tổng kết để cho chúng ta nhìn thấy những cái hớ lợi gì chúng ta có so với cả những cái hại mà chúng ta có đấy. Thứ hai, kể cả khi chúng ta có một cái mốc LDL cholesterol đã giảm 50% rồi, chúng ta vẫn phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ khác, bởi vì nó vẫn còn rất nhiều yếu tố, nó được gọi là yếu tố nguy cơ tồn dư. Và những yếu tố nguy cơ tồn dư mà liên quan đến viêm, ví dụ như triglyceride, ví dụ như LDL nhỏ đậm đặc, thì nó làm tăng yếu tố gây viêm, và nhờ vậy nó làm cái mảng xơ vữa dễ nứt vỡ hơn. Thì cho dù chúng ta có một cùng cái mức LDL cholesterol, nhưng cái xác suất chúng ta xảy ra biến cố vẫn lớn hơn rất nhiều. Thành ra là chúng ta vẫn phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ khác. Và đây là cái bảng cho chúng ta nhìn thấy, nếu chúng ta kiểm soát đồng thời nhiều yếu tố nguy cơ, chúng ta sẽ làm giảm được các biến cố mạch vành. Và chính vì thế, cho nên là bên cạnh câu chuyện LDL cholesterol, chúng ta phải kiểm soát cái gì ạ? Chúng ta phải kiểm soát huyết áp, chúng ta phải kiểm soát đường máu. Huyết áp như thế nào? À, duy trì mức huyết áp 120/40. Vì sao? Vì đây là cái ngưỡng mà mảng xơ vữa ít tiến triển. Còn nếu chúng ta cứ để huyết áp trên 140, mảng xơ vữa nó tiến triển. Vậy chúng ta phải có thêm cái món này nữa. Và nếu chúng ta hạ huyết áp, chúng ta sẽ thấy các biến cố nó cũng sẽ giảm đi. Kể cả đối với cả câu chuyện gì ạ? Kể cả câu chuyện nhồi máu cơ tim, nó cũng giảm đi nếu chúng ta giảm huyết áp. Tuy nhiên cần lưu ý một chút là khi chúng ta hạ huyết áp thì chúng ta lưu ý huyết áp tâm trương và cái chênh lệch huyết áp, bởi vì đây là cái tưới máu của mạch vành. Thành ra là nếu bệnh nhân tổn thương nhiều thân mạch vành, chúng ta để huyết áp tâm trương dưới 60 hoặc để chênh lệch huyết áp trên 60 thì đó sẽ là gì ạ? Làm tăng nguy cơ biến cố của mạch vành. Bạn hiểu không ạ? Thế thành ra là lưu ý là đồng ý là chúng ta cần phải kiểm soát huyết áp tốt, nhưng hãy lưu ý huyết áp tâm trương. Cái này nó đang đặc biệt quan trọng ở những người cao tuổi khi mà nó có cái chênh lệch huyết áp tâm trương lớn. Thứ hai là gì ạ? Chúng ta kiểm soát chặt đường máu, bởi vì kiểm soát chặt đường máu chúng ta cũng thấy là gì? Làm giảm các biến cố liên quan đến mạch vành. Tuy nhiên lợi ích nó chỉ có trong giai đoạn sớm. Có nghĩa là trong vòng 10 năm đầu tiên, khi mà chúng ta mới bị đái đường type 2, thì cái việc kiểm soát máu đường máu chặt chẽ nó mới đem lại lợi ích cho biến cố tim mạch và mạch vành. Còn nếu đã muộn rồi, trên 10 năm rồi, thì bắt đầu kiểm soát chặt chưa chắc đã có lợi, và chúng ta phải sử dụng các thuốc mới. Đấy, ví dụ chúng ta sử dụng ức chế SGLT2, đặc biệt trên những bệnh nhân mà đã có suy tim hoặc là đã có nhồi máu cơ tim cũ, thì nó đem lại cái lợi ích của vấn đề tử vong. Thành ra là đấy là những thứ chúng ta cần phải tính toán một chút, phải kiểm soát chặt chẽ mỡ máu, kiểm soát chặt chẽ yếu tố người khác bên cạnh cái câu chuyện mỡ máu, và càng kiểm soát ổn định càng tốt. Đây là một cái bảng rất là lý thú, là khi chúng ta có cái mức độ dao động của LDL cholesterol, và đấy là bệnh nhân chúng ta toàn thế thôi, điều trị mỡ máu ổn thôi không uống thuốc nữa, điều trị áp ổn thôi không uống thuốc nữa, và nó sẽ tạo thành cái dao động về LDL cholesterol, dao động về huyết áp, dao động về đường máu, và tất cả các dao động đó nó làm gia tăng biến cố về mạch vành. Bạn nhìn đây này, bạn sẽ thấy nhồi máu cơ tim tăng 10%, tất cả biến cố mạch vành 11%, biến cố nói chung liên quan mạch vành 16% nếu chúng ta có một cái dao động về LDL cholesterol. Thế thành ra là hãy nói với cả người ta, hãy điều trị cho bệnh nhân làm thế nào đó ổn định, duy trì ổn định là quan trọng nhất, nó mới giảm được các biến cố. Vậy thì thế nào được gọi là tốt? Thì đây là có cái quy tắc 7 yếu tố giúp cho chúng ta đạt một cái lối sống khỏe mạnh. Đầu tiên, bỏ hoàn toàn thuốc lá. Hy vọng ở đây các bạn không hút thuốc đúng không ạ? Hy vọng là như vậy. Có một số lượng nhất định bác sĩ tim mạch chúng ta hút thuốc, càng căng thẳng càng dễ hút thuốc, thậm chí bác sĩ tim mạch can thiệp chúng ta hút thuốc. Tôi nói thật là tôi thấy là tôi cũng quá ngạc nhiên, và tại sao chúng ta có thể hút thuốc được? Bởi vì
đối với tôi thì thuốc lá là một cái gì đấy là nó chắc chắn nó sẽ gây ra rối loạn nội mạc, nó thúc đẩy quá trình xơ vữa và nó làm cho nứt vỡ và viêm tại chỗ nhiều hơn. Chả có lý do hút thuốc cả. Và vì thế nên là chả có lý do gì để chúng ta có thể chấp nhận một ông hút thuốc ở bên cạnh chúng ta. Vậy mà ra đường thì đâu đâu cũng thấy hút thuốc đúng không ạ? Thậm chí các sếp chúng ta hút thuốc, về nhà bố mẹ chúng ta hút thuốc và chúng ta coi như nó bình thường. Xin lỗi, nó không bình thường một chút nào cả. Nếu chúng ta muốn chữa cho bệnh nhân, chúng ta hãy nói như là chuyện đó. Phải tránh xa thuốc lá. Hút thuốc lá thụ động có hại, tương đương với cả chủ động, chả khác gì cả. Thế bạn muốn bị nhồi máu cơ tim không? Đấy, thì vậy các bạn hãy thay đổi điều đó. Việc đầu tiên không hút thuốc lá. Việc thứ hai hoạt động thể lực. Tí nữa sẽ có cái bảng cho ra nhìn thấy, trên 150 phút mỗi tuần. Nghĩa là xin lỗi là đừng ngồi học ở đây nữa, ra ngoài mà đăng sinh đi chẳng hạn, để cho nó có hoạt động thể lực. Thì sau đó đấy mới là bảo vệ mạch vành. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ ngồi không như này nó chả tác dụng gì hết. Duy trì BMI, có chế độ ăn hợp lý, duy trì mỡ máu đúng không ạ, LDL cholesterol dưới 180mg/dL, duy trì huyết áp, duy trì đường máu, thì đây là 7 yếu tố quan trọng để duy trì được sức khỏe và tim mạch. Và rõ ràng là nếu chúng ta càng duy trì được các yếu tố này tốt thì biến cố chúng ta nó càng ít. Đây là cái bảng để trả lời cho câu hỏi là có nên hút thuốc lá hay không. So sánh cả bị động, cả chủ động, cả trong nhà lẫn ở ngoài. Và người ta đều thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta ở trong một cái nhà chúng ta hút thuốc lá bị động thì nó cũng tăng nguy cơ biến cố mạch vành chúng ta lên từ 1,5 đến 2 lần. Chẳng khác gì chúng ta tự hút thuốc cả. Vậy chúng ta phải hiểu điều đó và nói cho người bệnh điều đó. Và đặc biệt là đừng bắt các bà, các cô phải chịu đựng ông chồng. Mẹ xin lỗi, chịu đựng cả đời đã chết rồi, lại còn phải chịu đựng thêm cái đống hút thuốc lá nữa. Để làm gì ạ? Đúng không? Ông hút thuốc lá thì ông ra ngoài mà hút, đừng ảnh hưởng đến chúng tôi. Thì đấy là cái thông điệp mà chúng tôi muốn nói rõ là như vậy. Và kể cả khi chúng ta ngừng hút thuốc lá, cân chúng ta tăng lên. 60% đàn ông hút thuốc lá trở lại là vì thấy tăng cân. Nhưng mà nếu có tăng cân lên, cái nguy cơ xảy ra nhờ do tăng cân thấp hơn rất nhiều so với việc duy trì hút thuốc lá. Và phải bỏ thuốc lá cỡ khoảng 10 năm thì nguy cơ nó mới bắt đầu về giống như một người gì ạ? Không hút thuốc. Nhá, đấy là lý do vì sao đều có con số dịch tễ để cho thấy vui lòng đừng hút thuốc. Hút thuốc rồi mà tăng cân thì làm biện pháp khác, đẩy biện pháp để giảm cân. Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta cứ hút thuốc lá, chúng ta sẽ gia tăng nguy cơ một cách rất đáng kể. Thứ hai, luyện tập thường xuyên. Đây là những lực đổ cho chúng ta nhìn thấy, kể cả khi gì ạ? Kể cả khi chúng ta ở lứa tuổi 40 mà chúng ta luyện tập vẫn không muộn. Lúc đó nó vẫn giúp ích cho chúng ta, vẫn làm giảm được biến cố như thường. Vậy thì nếu các bạn không thể dùng thể thao, vui lòng đi chạy đi, vui lòng tập yoga, của nợ, của tiêu gì đấy cũng được, miễn là phải luyện tập. Chứ nếu không thì chính cái chuyện đó chúng ta sẽ làm gia tăng cái biến cố. Đây là cái lực đổ cho chúng ta nhìn thấy. Và chúng ta cần phải làm giảm cái thời gian chúng ta ngồi hàng ngày. Ngồi hàng ngày, đây là cái bảng. Chúng ta không có quá nhiều thời gian đi sâu phân tích, nhưng mà nếu như chúng ta ngồi hàng ngày nhiều, chúng ta sẽ làm gia tăng cái biến cố. Đấy là lý do vì sao chúng tôi rất thích đeo đồng hồ Apple, vì nó nhắc là gì? Cứ một tiếng phải đứng dậy một lần. Có cái application như thế, cứ một tiếng bạn phải đứng dậy. Đấy là cái cách để chúng ta không ngồi. Cứ một tiếng chúng ta lại hít thở sâu để chúng ta làm giảm stress. Và nó nhắc chúng ta hoạt động thế nào để cho tốt. Đấy, thì đấy là những cái thứ mà nó chuyển đổi từ lý thuyết sang thực cảnh lâm sàng để giúp cho chúng ta có một lối sống khỏe mạnh. Chúng ta không khỏe, chúng ta không trải qua cái đấy làm sao mà nhắc người bệnh được. Đúng không ạ? Thế thì vận động thế nào thì tốt cho tim mạch? Đây là cái bảng vừa được AHA đưa ra đầu năm 2019. Thứ nhất, 150 phút mỗi tuần. Trên đấy càng tốt, nếu không tối thiểu 150 phút. Chia ra mỗi ngày là bao nhiêu ạ? 25 phút á, 25 đến 30 phút. Và cái phút đó là gì ạ? Đi lại nhiều, ngồi ít thôi. Bộ Y tế Việt Nam có cái trò gì? 10.000 bước, đeo bước chân một ngày đi 10.000 bước. Đấy, mình làm cái chuyện đó. Thứ hai, tăng cường về mặt hoạt động, tức là không phải đi bộ thư giãn đâu, nó phải ra mồ hôi, phải leo cầu thang, phải chạy nhảy cái gì đấy một chút. Chứ đi bộ mà túc tắc thì nó chả có tác dụng gì cả với vấn đề sức khỏe tim mạch cả. Thứ hai, phải có thêm một ít, chút ít luyện cơ. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta không luyện cơ, xin thưa, không luyện cơ không đem lại sức khỏe. Nếu các bạn thích thì đến nội chú năm thứ ba tôi sẽ giới thiệu một cái chủ đề gọi là luyện cân và luyện cơ, hai cái đấy rất khác nhau và mỗi một bài nó có một kiểu riêng. Và cái đấy, cái gì giúp cho sức khỏe tim mạch, cái gì giúp về cho sức khỏe ngoài thần kinh, thực ra đi sâu vào chúng ta thấy rất hay. Và cuối cùng, đây là cái bảng cho chúng ta nhìn thấy làm tổ hợp, làm thế nào để vận động cho nó phù hợp. Đấy, bên cạnh đó là ăn thế nào cho phù hợp.
Đây, xin thưa là cũng có đầy đủ các thứ, và trong đó có một cái bài của giáo sư Hùng đã báo cáo đấy, chúng ta phải có gọi là cái tháp về cái về chế độ ăn, mỗi ngày phải có năm cái nắm, mỗi một cái nắm này trong tay là hoặc là hoa quả hoặc là rau nắm ở trong tay, năm màu sắc khác nhau, và chính cái màu sắc đó để giúp cho chúng ta gì ạ, đảm bảo được một cái chế độ ăn tốt đầy đủ, hạn chế tinh bột để giải quyết câu chuyện đó. Đấy, hoa quả rồi rau rồi ăn nhiều cá, hạn chế uống rượu vân vân, thì tất cả những cái gì mà chúng ta nói chuyện đây. Và lưu ý một chút là lối sống, cái chế độ ăn của người Việt chúng ta là cực kỳ nhiều tinh bột, và chính cái chuyện đó nó làm gia tăng các biến cố mạch vành. Hạn chế tinh bột là rất quan trọng. Đấy, thì đấy là cái những cái thứ mà chúng ta để làm, và đây là cái bảng tổng hợp lại để dự phòng các cái biến cố tim mạch dựa trên yếu tố nguy cơ thế nào: hút thuốc lá, chế độ ăn, hoạt động thể lực, duy trì cân, các yếu tố nguy cơ đương nhiên chúng ta đã biết rồi. Thế thì đấy là cái nhóm mà thay đổi lối sống mà để cải thiện tiên lượng. Bên cạnh đó thì cải thiện tiên lượng còn liên quan đến cái gì ạ? Statin chúng ta đã nói rồi, aspirin tí nữa chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích dựa trên các bằng chứng mới, ức chế men chuyển, ức chế tụ thể, đấy là những thứ để thay đổi về mặt tiên lượng. Và nếu như bệnh nhân suy tim, chúng ta có thêm chạy beta rau cải. Đây là những thông tin mới. Năm 2019 thì nó đưa ra hai cái thử nghiệm mới là thử nghiệm Arrival, đánh giá những cái câu chuyện là gì ạ, là hiệu quả của aspirin trong dự phòng tiên phát những bệnh nhân nguy cơ tim mạch trung bình. Người ta thấy là gì, aspirin không làm giảm các biến cố tim mạch nhưng làm tăng chảy máu dạ dày. Đối với cả những người đái tháo đường, có thể dự phòng hiệu quả nhưng tăng chảy máu. Và vì thế nếu chúng ta xếp lịch sử aspirin trên một cái bảng từ mấy chục năm nay, từ cái quan điểm aspirin là một thuốc bắt buộc cho mạch vành đến năm 2019, người ta thấy là gì? Again, tức là chống lại việc dùng aspirin một cách thường quy ở những bệnh nhân dự phòng tiên phát. Vì thế, bệnh mạch vành bây giờ là gì? Là thay đổi lối sống, là statin, là kiểm soát radar, chứ không phải là aspirin. Đấy là quan điểm 2019. Còn tất nhiên, bạn tính toán xa sẽ tìm thấy một cái group rất là nhỏ được hưởng lợi. Nhưng mà nếu chúng ta tính toán các câu chuyện khác liên quan đến việc chảy máu, chưa chắc chúng ta dùng chuyện đó. Thành ra là năm 2019 chúng ta sẽ thấy là người ta không dùng aspirin để dự phòng những bệnh nhân trên 70 tuổi ấy, bởi vì chuyện đó có thể gây chảy máu. Thậm chí là đối với nhóm 40 đến 70 tuổi, nó bắt đầu tụt xuống một cái class khác. Đấy là duy trì câu chuyện dự phòng tiên phát. Còn ngược lại, nếu bệnh nhân đã có biến cố mạch vành, đã có stent mạch vành rồi thì sao ạ? Thì lại bắt buộc phải có gì? Bắt buộc phải có kháng nâng cấp tiểu cầu. Đấy, thành ra là chưa có biến cố và có biến cố nó khác ở chi tiết đấy. Và nếu có biến cố rồi, lúc đó chúng ta phải kháng tiểu cầu. Và lúc đó là câu chuyện là kháng đơn hay là kháng kép, rồi nó chảy máu là ra sao. Thì cái quan điểm bây giờ cũng ủng hộ cho câu chuyện là gì ạ? Rút ngắn thời gian kháng tiểu cầu kép, nhưng duy trì một loại kháng tiểu cầu đơn kéo dài để dự phòng ở những bệnh nhân đã có biến cố tim mạch, đã có nhiều máu cơ tim. Cái món thứ hai là ức chế men chuyển, ức chế tụ thể. Đây là các cái dữ kiện do chúng ta nhìn thấy. Nếu dùng các thuốc ức chế men chuyển, ức chế tụ thể, nó có thể dự phòng được các biến cố tử vong do tim mạch nói chung, và không có gì khác biệt lắm giữa ức chế men chuyển, ức chế tụ thể. Nhưng nếu câu chuyện là gì ạ, là để dự phòng biến cố mạch vành, thì ức chế men chuyển tốt hơn. Vì sao lại như vậy? Bởi vì là ức chế men chuyển làm gia tăng bradykinin. Bradykinin gây ho là cái nhược điểm làm cho bệnh nhân không muốn dùng thuốc, nhưng chính bradykinin lại là giãn mạch vành, làm giảm chống đông mạch vành và làm giảm biến cố mạch vành. Vì thế nếu mà chúng ta cần phải dùng thuốc ức chế men chuyển hay ức chế tụ thể mà muốn nhằm vào cái đích là để làm giảm mạch vành, thì ức chế men chuyển làm sao ạ? Nó sẽ ưu thế hơn ức chế tụ thể. Còn đương nhiên nếu mà người ta ho quá không chịu được, đấy là câu chuyện chất lượng sống, lại là câu chuyện khác. Còn nếu để nhằm vào mục đích biến cố mạch vành, chúng ta phải như vậy. Tương tự như thế, đối với cả câu chuyện chạy beta. Trước đây chạy beta là một thứ gì đó bắt buộc phải cho bệnh nhân mạch vành, nhưng thực ra không phải. Đối với cả bệnh mạch vành ổn định thì chỉ khi nào bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim, chỉ khi nào có suy tim thì lúc đó chạy beta mới thực sự có tác dụng là thay đổi tiên lượng. Còn nếu không, chạy beta chỉ là một thuốc gì ạ? Làm giảm triệu chứng đau ngực. Đấy, thế thành ra là bạn sẽ thấy là có những thứ thuốc mà nó cái đơn thuốc ngày xưa của mạch vành là gì? Aspirin là chạy beta do cảm, thì bây giờ nó không giống thế nữa, mà nó là gì? Là statin, là thay đổi lối sống. Đấy là quan trọng nhất. Còn sau đó tùy theo việc bệnh nhân còn triệu chứng hay không, lúc đó mới bắt đầu cân nhắc cho chạy beta hay không. Còn đương nhiên nếu có suy tim, đấy là một chỉ định khác, đúng không? Và chính vì thế, trước đây chúng ta có cái món điều trị nội khoa tối ưu cho bệnh lý mạch vành là A, B, C, D, E, thì bây giờ tôi bôi đen lại hai chỗ là aspirin và beta giao cảm. Tại nó không còn là cái thứ thuốc làm thay đổi về mặt tiết lượng nữa, nó chỉ là vấn đề thay đổi về mặt gì? Về mặt triệu chứng. Đấy.
Thế thì đến cái món số 2 là các món thay đổi về triệu chứng thế nào? Thì có rất nhiều thứ thuốc chạy beta, chạy kênh canxi, nitroglycerin, lanolazin, triamcinolone, vân vân. Thì với những thứ thuốc như thế này thì chúng ta chia làm hai nhóm, một thứ thuốc gọi là first line và second line, tức là thuốc đầu tay và thuốc số 2. Thì liệu điều đấy còn đúng hay không? Thì xin thưa, cho đến thời điểm hiện tại nó không hoàn toàn đúng như thế nữa. Mặc dù về mặt kinh điển người ta vẫn chia cái nhóm đầu tay là gì ạ? Là chạy beta giao cảm, verapamil, chlorpiridine, nitrat. Nhóm thứ hai tức là ivalradin, ranolazin, nicoranin, trimetazidin. Nhưng xin thưa là về mặt bằng chứng thì chưa chắc mèo nào đã hơn mèo nào đâu. Và vì thế bây giờ không quá quan trọng thuốc nào là đầu tay, thuốc nào là số 2, mà nó là gì? Là thói quen, là tác dụng phụ, là cái các bạn quen làm. Và đây là cái bảng lược đồ cho phép các bạn phối hợp các thuốc chữa đau ngực với nhau. Những đường đỏ là đường không nên, tức là bạn phối hợp chạy kênh canxi với chạy beta, chạy kênh canxi với ivalradin để nó làm nhịp chậm quá hoặc là nó giảm có bóp cơ tim quá mức. Còn lại các đường khác là bạn có thể dùng phối hợp, thì bạn sẽ thấy là được dùng lẫn lộn với nhau. Và đây là một vài cái bảng hướng dẫn để cho phép chúng ta lựa chọn các thuốc đau thắt ngực trên một bệnh nhân đau ngực ổn định. Nhớ là chữ là ổn định nhé. Đầu tiên chúng ta có thể dùng nitrat để xịt, rồi tùy theo bệnh nhân có nhồi máu cơ tim từ trước, có suy tim từ trước, có thể dùng chạy beta giao cảm. Nếu mà có huyết áp thì chúng ta ưu tiên chạy kênh canxi, có tắc mạch chạy kênh canxi. Nếu vẫn còn đau ngực nữa, lúc đó bắt đầu chúng ta thêm các cái dòng nitrat, nicoranin, naroazin, ivalradin vân vân, tùy theo chúng ta muốn làm. Hoặc là chúng ta phối hợp thêm giữa câu chuyện là kết hợp thêm giữa việc tái thông mạch vành để chữa đau ngực. Và chúng ta có một gì ạ? Chúng ta có một cái bậc thang điều trị đau ngực. Bên cạnh cái bậc thang xử lý về mặt tái thông mạch vành, chúng ta có rất nhiều các biện pháp khác nhau, từ việc thay đổi lối sống, các cái thuốc có bằng chứng, đến lúc đầu điều trị đau thắt ngực trơ, rồi các cái biện pháp khác, thậm chí là morphine và dẫn chất của thuốc viện có thể được coi là một biện pháp điều trị ở bậc thang cuối cùng, lợi ích ít thôi nhưng nó có thể giải quyết được triệu chứng nếu là thất bại. Thì đấy là cái bậc thang để tùy theo từng bước chúng ta làm, và có rất nhiều món khác nhau. Thế thì trong đó có một thứ rất quan trọng là chúng ta phải kiểm soát được nhịp tim, bởi vì nhịp tim là yếu tố làm tăng cung cầu và đồng thời nó làm tăng cái khởi phát gây ra các biến cố. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta có một cái thứ được gọi là tần số tim mục tiêu trong bệnh lý mạch vành mãn tính, loanh quanh ở cái mốc giữa 60-65. Và đó là lý do vì sao chúng ta kết hợp gì ạ? Chạy beta giao cảm với ivalradin, chúng ta kết hợp chạy beta giao cảm với chạy kênh canxi. Vì sao? Bởi vì mỗi một thứ thuốc nó đều có tác dụng phụ, và nếu tác dụng phụ nhiều quá không tăng liều được thì chúng ta kết hợp với một thuốc khác để đạt được cái tần số tim mục tiêu. Cái này cần phải giải thích cho người bệnh. Tại người bệnh cứ bảo tại sao nhịp tim tôi nó chậm thế? Tim mà bóp chậm này là nó yếu, nhưng không phải. Đây là tần số tim mục tiêu. Vì sao lại có tần số tim mục tiêu như này? Vì có rất nhiều nghiên cứu chỉ cho chúng ta thấy với tần số tim thế chúng ta yêu cầu nó giảm tử vong. Và đây là điều trị triệu chứng mà, thì chúng ta cố gắng kết hợp cả hai, điều trị triệu chứng và cũng như là đạt cái mục tiêu nào đó. Ngoài ra, đến lúc đã bí quá rồi, chúng ta còn làm nhiều cái món khác. Ví dụ điều trị tác động ở chuyển hóa với các cái thuốc khác nhau. Một số thuốc như aropurinol nó cũng có tác dụng liên quan đến chuyển hóa theo cái kênh và cơ chế khác nhau. Tanolazin chẳng hạn cũng có thể có tác dụng, thì nó kết hợp phối hợp vào. Đây là những thứ để mà chúng ta điều trị tối ưu như vậy. Và chúng ta có thể thấy là gì ạ? Là đối với cả câu chuyện bệnh lý bệnh mạch vành ổn định mãn tính thì điều trị nội khoa tối ưu là quan trọng bậc nhất, bậc nhất. Bởi vì như chúng ta vừa nói ban đầu, tái thông mạch vành với những thành tựu mới nhất, stent tốt nhất thì may ra mới cải thiện sống còn, còn nếu không chỉ cải thiện triệu chứng. Thành ra là hãy điều trị nội khoa tối ưu. Nếu điều trị nội khoa tối ưu rồi thì bệnh mạch vành ổn định, không nhất thiết phải làm như chúng ta đang làm nào. Đấy, và đây là cái bảng tổng kết để cho chúng ta nhìn thấy với đau ngực ổn định, men tim không tăng, không có động mạch thì quan trọng bậc nhất là điều trị nội khoa tích cực. Nó khác với cả câu chuyện hội chứng vành cấp. Hội chứng vành cấp là bắt buộc phải giải quyết cái chỗ bị tắc, cái chỗ huyết khối. Còn đối với cả đau ngực ổn định thì quan trọng nhất là điều trị nội khoa, dự phòng các cái biến cố đó. Và quan trọng là gì? Thay đổi lối sống, statin. Còn những thứ khác bắt đầu bị đào lên xuống. Thì đấy là trong một cái khoảng thời gian hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi nói rất là nhanh những khái niệm về một cái bệnh lý mạch vành, bao gồm bệnh lý mạch vành ổn định, xoay xung quanh mảng xơ vữa, xoay xung quanh các cái xét nghiệm để đánh giá về mặt chức năng và đánh giá về mặt tổn thương, xoay xung quanh cái câu chuyện trục liên quan đến điều trị về bệnh lý mạch vành.